Theo dòng chảy bất tận của thời gian, Sài Gòn là biểu tượng quyến rũ và hào hoa của xứ sở Đông Dương rộng lớn, nơi lưu giữ những ký ức vàng son của hòn ngọc viễn đông tráng lệ, với những công trình kiến trúc mang vẻ đẹp lịch lãm, trường tồn cùng năm tháng. Tâm điểm là khách sạn Continental, không gian sang trọng bậc nhất Sài Thành, điểm đến lý tưởng của thượng khách từ khắp năm châu, biểu trưng cho sự thịnh vượng của thời kỳ huy hoàng một thuở. Tiếp nối hành trình mang đến những dấu ấn hoàng kim, Sunset Group đã kiến tạo nên một tọa độ xanh rực rỡ, khai mở tâm điểm sống thời thượng giữa lòng thành phố hào hoa. Đó chỉ có thể là Sunset Continental, lục địa xanh trên cao. Mở ra một không gian sang trọng quyền quý bậc nhất Sài Thành. Lĩnh hội tinh túy Tây Phương và tinh hoa Phương Đông, thiết lập một định nghĩa mới về chuẩn mực sống thượng lưu, mang đến một kỷ nguyên nghỉ dưỡng 4.0 tuyệt hảo. Sở hữu vị trí đắt giá, tọa lạc ngay mặt đường Thành Thái và Tô Hiến Thành, tâm điểm bậc nhất quận 10, là giao điểm vàng của tương lai, dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm và các giao lộ chính chỉ trong bán kính 2 km. Sở hữu chuỗi tiện ích dịch vụ ngoại khu chuẩn quốc tế, nổi trội với tiềm năng sinh lời và gia tăng giá trị không giới hạn. Giữa bức tranh xanh thẳm của bầu trời phương Nam, Sunset Continental hiện lên mạnh mẽ và sắc sảo cùng phong cách kiến trúc đương đại. Sự đột phá trong tiết tấu và nhịp điệu thiết kế đã kiến tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo và độc đáo trong không gian bao la, khắc họa sống động đường nét hiện đại, tinh tế của tổ hợp căn hộ hạng sang, mang đậm dấu ấn Tây Phương, tôn vinh triết lý kiến trúc xanh bền vững, đem lại hơi thở tươi mới giữa nhịp sống Sài Gòn năng động. Mang đậm triết lý sáng tạo thông thái cùng tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên, Sunset Continental được thiết kế như một tặng phẩm xanh dành cho mỗi cư dân. Các tòa nhà được kiến tạo đặc biệt với hệ thống atrium, mang ánh sáng và không khí tươi mát đối lưu nhịp nhàng cho không gian. Mỗi căn hộ tại Sunset Continental là một thế giới xanh thu nhỏ, mở ra tầm nhìn khoáng đạt, chinh phục những đường chân trời rộng mở. Không gian sân vườn riêng biệt, mang hệ sinh thái tầm cao xanh biếc giữa lưng trời, lãng mạn, bình yên và đầy mê đắm. Ôm trọn thành phố nhuộm vàng ánh hoàng hôn rực rỡ trong mọi góc nhìn, đánh thức mọi giác quan trong tâm hồn gia chủ. Hiện hữu như một lục địa xanh với vẻ đẹp chủ phú của tự nhiên, Sunset Continental là nơi khai triển các lớp cảnh quan độc đáo, pha trộn hài hòa giữa sắc xanh của cây cỏ, mặt nước và không khí trong lành, hợp tấu nên khúc tráng ca tuyệt mỹ trong âm nhạc và ánh sáng lung linh. Hệ thống shop house của khối bề dự án là nơi trải nghiệm thiên đường mua sắm thời thượng với các thương hiệu xa hoa hàng đầu thế giới. Hưởng chọn hệ thống tiện nghi đặc quyền cùng spa, gym. Chicago, sân gốc điện tử xanh hiệu, là điểm đến của các nhà đầu tư danh tiếng, tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng thăng hoa của bậc đế vương, khi thả mình vào hồ bơi mát lạnh giữa không trung. Từ vị thế thượng phong phóng tầm nhìn toàn thành phố, khu nghệ thuật sắp đặt là cơ hội để trải nghiệm những sáng tạo độc đáo của các nghệ sĩ đương đại, là hành trình khám phá không gian đa sắc màu trong chiều sâu của cảm xúc và tư duy. Thưởng thức tiệc nướng barbecue đẳng cấp, chìm đắm trong âm nhạc sôi động từ Skybar thời thượng, thu vào tầm mắt muôn vàn ánh sáng rực rỡ của Sài Gòn về đêm. Mỗi căn hộ là một bản thể duy mỹ với vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và lịch lãm, tô đậm sự quý phái và bản ngã độc tôn của gia chủ. Nội thất được thiết kế và hoàn thiện tinh tế, làm nổi bật nên khí chất thượng lưu, phô diễn những đường nét thanh nhã, kiến tạo một không gian sống tuyệt đỉnh và lưu giữ những giá trị bền chặt thiêng liêng của gia đình. Khẳng định vị thế hàng đầu, Sunset Continental là nơi phô diễn sức mạnh công nghệ 4.0, mang dấu ấn đột phá của tương lai, nơi con người và công nghệ thăng hoa trong hệ sinh thái Smart Living thời thượng.
Tiếp nối hành trình kiến tạo những dấu ấn tiên phong, tôn vinh nghệ thuật sống nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp, nâng tầm phong cách sống đỉnh cao, tâm điểm sống mới của giới tinh hoa Sài Gòn. Sunshine Continental, sống xanh tuyệt đỉnh, một kiệt tác kiến trúc và phong cách sống thời thượng đến từ Sunshine Group.